Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thành Đạt, sinh năm 2003, Võ Thành Tiến, sinh năm 2002, cùng trú phường Long Phú, thị xã Tân Châu về tội trộm cắp tài sản và Trần Công Quang, sinh năm 1979, cư trú xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, nên Đạt và Tiến rủ nhau đi tìm tài sản của người khác lấy trộm. Khoảng 18 giờ ngày 2 tháng 4 năm 2024, Đạt và Tiến đi đến khu vực đường lộ nông thôn thuộc phường Long Phú, thị xã Tân Châu, thì phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 94FC1004 của anh Nguyễn Phước Dĩnh, cư trú địa phương, đang đi thăm ruộng, dựng xe trên đường không có người trông coi, nên Đạt và Tiến đã lén lút lấy trộm xe mô tô nói trên, sau đó đem bán cho Trần Công Quang. Phát hiện bị mất tài sản, anh Dĩnh đã đi trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự công an thị xã phối hợp công an phường Long Phú tiến hành xác minh vụ việc và sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Qua công tác điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Đạt và Tiến đã thực hiện vụ trộm trên nên đã mời Đạt và Tiến lên cơ quan công an để làm việc. Làm việc tại cơ quan công an, Đạt và Tiến luôn quanh co chối tội, nhưng với những chứng cứ cơ quan công an đưa ra, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời khai nhận thêm, ngoài vụ trộm xe mô tô nói trên, trước đó Đạt và Tiến đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm xe mô tô của người dân trên địa bàn thị xã Tân Châu. Tất cả tài sản trộm được, Đạt và Tiến đều đem bán cho Trần Công Quang. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.